Bản Sen là vùng chè tập trung lớn của huyện Mường Khương, mỗi năm đạt sản lượng khoảng 6.000 tấn chè búp tươi, mang lại thu nhập trên dưới 30 tỷ đồng. Cây chè trở thành cây trồng chính giúp người dân có việc làm và thu nhập. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Bản Sen tiếp tục quy hoạch cây chè là cây mũi nhọn để tập trung mở rộng diện tích, nâng cao năng suất và giá trị kinh tế. Với 740 ha chè hiện có, hầu hết được trồng liền vùng liền khoảnh, cây chè được người dân Bản Sen đầu tư chăm sóc chu đáo, có những thời điểm, người trồng chè gặp khó do giá vật tư phân bón tăng cao, giá chè búp bán ra lại chưa ổn định. Nhưng nhân dân vẫn yên tâm gắn bó với cây chè bởi hiệu quả kinh tế mà nó mang lại. Cây chè thì mấy năm nay cũng được giá hơn cây ngô, cây chè, cây sắn rồi, tất nhiên rồi. Bây giờ là bà con bây giờ nếu mà đã xác định và làm thì bây giờ là phải chú tâm vào nó, phải chăm sóc nó thì mới được thu với sản lượng khoảng 6.000 tấn chè búp tươi mỗi năm, chủ yếu được bán cho các nhà máy chế biến. Tuy nhiên, việc mua bán diễn ra giữa hộ gia đình với cơ sở chế biến nên có những hạn chế nhất định. Xã Bản Sen đang vận động các nhóm hộ, các thôn thành lập tổ hợp tác sản xuất chè. Xã cũng đã hiện nay đã triển khai thành lập các tổ hợp tác để ký hợp đồng liên tiếp với các doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã chè Bản Sen để bao tiêu sản phẩm và đối với hợp tác xã thì cùng với xã để để làm sao hướng dẫn kỹ thuật để hỗ trợ bà con trong việc mà nâng cao cái giá trị sản xuất chè để nâng cao cái, cái thu nhập cho bà con nhân dân. Mục tiêu từ nay đến năm 2025, bản sen tập trung chăm sóc để nâng cao năng suất chất lượng chè búp, tiếp tục trồng mới, đưa tổng diện tích chè toàn xã lên 840 hectare. Đây sẽ là cây trồng chủ lực để địa phương đạt được tiêu chí thu nhập nâng cao.